Thì hôm nay Hiền sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách để mà mình sử dụng tôm hùm Canada đông lạnh ngay tại nhà ha. Làm sao để mình có thể sử dụng ngon nhất. Thì đây là một con tôm hùm đông lạnh cả nhà xem. Đây, mình sẽ lấy bắt một con bắp kỳ ha. Đây là tôm hùm Canada đã hấp chín thì mình sẽ xem mình sẽ chế biến như thế nào. Mình sẽ làm món đơn giản nhất đó chính là mình hấp trước ha. Rồi cả nhà cùng xem mình làm nha. Thông thường khi mà mình lấy cái tôm hùm ra từ trong ngăn đông tủ lạnh á thì mình sẽ rã đông dưới ngăn mát cái tủ lạnh để mình rã đông qua đêm cho nó rã đông. Còn nếu mà mình cần gấp quá hoặc là mình có khách hay gì đó mình muốn sử dụng liền á thì mình sẽ ngâm với nước ha, mình xả với nước. Mình xả với nước trong vòng 30 phút, 25 đến 30 phút sẽ rã đông hoàn toàn. Thì sau đó mình sẽ hấp. Đây là cái phần bao của con tôm, mình sẽ gỡ phần này ra. Một con tôm như thế này là khoảng tầm 400g ha. Đó. Khi mà mình cần làm nhanh á thì mình sẽ hấp như thế này, khoảng mình ngâm như thế này khoảng tầm 25 đến 30 phút là nó sẽ đã đông hoàn toàn. Rồi sau khi mà mình ngâm rồi á thì bây giờ mình sẽ hấp ha, mình rửa sơ lại chút xíu, cái phần thông thường thì nó cũng đã sạch rồi. Thường thì tôm hùm Canada như thế này thì đã chín rồi á, cho nên khi mà mình hấp thì giống như mình làm nóng lại trong khoảng tầm 5 phút là chín rồi nha. Mình sẽ canh thời gian trong khoảng 5 phút nha. Thì sau khi mà mình đã hấp trong vòng 5 phút á là bắt đầu là chín rồi, mình tắt ha, đã nóng rồi mình tắt nè. Sau đó thì mình sẽ vớt con tôm ra nha. Cả nhà xem. Mình sẽ cho vào thớt như thế này. Đó, cả nhà xem con tôm này. Và sau khi mà mình chỉ đôi ra như thế này rồi á thì bắt đầu mình sẽ đó, cả nhà thấy con tôm hùm đã không, con này có trứng luôn ha, được, con tôm hùm này có trứng luôn đó, rất là chắc thịt luôn. Mình lấy ngẫu nhiên á đó, rồi mình sử dụng mình ăn ha. Đây thì mình sẽ chấm kèm với lại muối. Thì sau đó là bắt đầu mình sẽ bóc con tôm ra như thế này ha. Cái con tôm á là nếu mà hàng chuẩn ngon như vậy á thì nó sẽ như thế này, mình bóc nè, cả nhà xem em bóc mà. Mình dùng tay mình bóc ra mình sử dụng mình ăn đó, con tôm nó sẽ dính, nó không có bị dính trong các cái phần như thế này, có nghĩa là những cái con tôm nào mà chất lượng hoặc là ngon á thì nó sẽ khi mà mình bóc ra nó sẽ đi theo luôn đó, cả nhà thấy không, thấy em bóc không, nó không hề dính lại trong cái vỏ nha, đó lên tới phần trên đây luôn, cả nhà xem nè, nó rất là ngon, thịt rất là dai. Rồi mình sẽ lấy cái phần thịt ra cho cả nhà xem cái thớ thịt của nó thì cả nhà sẽ biết được cái độ ngon như thế nào đó. Tôm hùm mà cấp đông và đã hấp sẵn nhưng mà nó lại rất là ngon luôn. Đó, cái thịt rất là dai này không? Mình xé ra mà cũng còn hơi dai đó. Đó, thấy chưa? Đó, đây là cái thớ thịt của con tôm hùm. Rất là ngon luôn ha. Sau đó là mình sẽ chấm muối mình sử dụng. Thì đây là cái cách hướng dẫn cái cách ăn mà có nghĩa là đơn giản nhất. Còn nếu mà cả nhà mình sử dụng các cái món như là đút lò hoặc là mình nướng bơ á thì mình cũng cắt y chang giống như lúc nãy mình cắt á. Sau đó là mình sẽ chét cái phần bơ lên đây như là mình nướng, hoặc là mình nướng mỡ hành, hoặc là mình nướng phô mai, hay là bất kỳ món gì mình cũng làm được hết. Đó, mình nướng mình sử dụng mình ăn ha. Rất là đơn giản phải không cả nhà. Thì vừa rồi á, thì Hiền có hướng dẫn cho cả nhà cách sử dụng đơn giản nhất làm sao để mình sử dụng tôm hùm Canada cấp đông ngay tại nhà của mình sử dụng mình ăn. Và cái chất lượng nó không thua gì hàng sống hết ha. Nó sẽ còn đảm bảo khoảng tầm 90 đến 95%. Hello. Thì đây là một con tôm hùm Canada cấp đông mà đã hấp chín nhưng mà nó rất là chất lượng nè cả nhà. Đó. Thì cái dấu hiệu nào thì nó sẽ có hai cái dấu hiệu chính. Đầu tiên là mình sẽ xem cái thớ thịt của nó nè. Khi mà mình gỡ ra này cả nhà, gỡ lên nó sẽ đi một đường luôn cả nhà thấy. Xem em gỡ rồi đó. Nó không hề bị dính lại trong vỏ nha. Còn những cái tôm hùm nào mà nó không được tươi á thì khi mà mình gỡ ra như vậy nó sẽ bị dính vào trong cái vỏ như thế này, nó không có ra một đường như thế này đâu. Đó. Cả nhà xem. Đó. Cả nhà thấy đã không ạ?
Trời, rất là hấp dẫn luôn. Hôm nay chúng mấy con tôm hùm có gạch luôn cho nên nhìn rất là thích. Và một phần nữa là khi mà cái con tôm hùm nó đạt chuẩn á, mà nó tươi mà nó chất lượng á, thì khi mà mình ăn á, cái thớ thịt nó rất là dày. Đó, thớ thịt dày rất là săn chắc luôn đó. Mình gỡ cái phần thịt ra nó rất là săn luôn nè. Thấy không cả nhà, thấy không? Rồi cả nhà cùng cảm nhận khi mà mình sử dụng mình ăn ha. Và một điều nữa là khi mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được rõ nhất. Đối với hải sản, nếu mà hàng tươi á, mình ăn mình sẽ cảm nhận được đầy đủ luôn. Thật rất là dai luôn á, rất là ngọt luôn nha. Mình sẽ thêm một phần nữa, thịt ăn rất là dai, rất là ngọt. Mình sẽ ăn thêm cái phần trứng này. Cái gạch nó rất là đỏ luôn á. Ăn rất là béo. Còn cái phần này là phần thịt của nó nè. Ăn rất là dai luôn cả nhà, thấy không? Cái thớ thịt rất là dày, rất là dai luôn. Có vị rất là ngọt nha. Cho con quả làm. Đó, cả nhà xem không? Cái thớ thịt nè, nó cả nhà xem, cái thớ thịt nó rất là dày, rất là ngọt. Ăn cái vị rất là đậm đà, rất là ngon luôn. Cho nên là khi mà mình sử dụng tôm hùm Canada nhập khẩu mà mình cất trong tủ lạnh như thế này á, khi mà có khách hoặc là có tiệc á, mình sử dụng mình ăn cũng rất là phù hợp luôn, không cần phải sử dụng hàng sống. Đó, cả nhà xem. Thớ thịt rất là dày, mình chấm với lại muối ớt xanh có sẵn như này á. Rất là thơm luôn, ăn gần cái gạch nó sẽ rất là béo. Những ai thích ăn gạch, và thường thì cũng hiếm, ít con có gạch lắm. Này, tôm hùm Canada nhập khẩu đúng chất lượng luôn cả nha. Ăn rất là ngon, rất là chậm ngọt luôn. Đó, cả nhà xem. Thì cái tôm hùm Canada đông lạnh là một trong những cái lựa chọn cũng rất là hợp lý, và ăn vừa cái tiết kiệm hơn mà ăn nó cũng lại rất là ngon nha, tiện lợi nữa. Rồi, em chào cả nhà mình luôn ha. Cả nhà mình sử dụng tôm hùm Canada thì cái gì bên em sẽ tư vấn cho cả nhà hết.